Nóng, Hani bị đánh vì nhìn mặt thấy ghét. Mến chào quý khán giả thân yêu của kênh Bản tin Online. Thưa quý vị, một thông tin quá hot trong ngày hôm nay quý vị ơi. Hiện tại trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh nữ nhà báo luật sư hết thời Hani đang làm việc với công an giữa phố. Theo thông tin bên lề của các anh chị em tại chỗ, sự cố trên đến từ quán ăn. Nữ luật sư nổi tiếng Hani đang ăn sáng thì lọt vào mắt xanh của một người phụ nữ gần đó. Vì quá bất mãn khi theo dõi drama, thấy nữ nhà báo này luôn cố ý đánh phá những người đang chiến đấu cho những cái sai trái trong xã hội, mà cụ thể là bà Phương Hằng. Thế nên, chị này đã có những lời qua lại với nữ luật sư hết thời, và kết quả là một vài đường quyền đã được tung ra. Cụ thể thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp. Sau khi hai bên có so kè võ thuật, công an đã được gọi tới, cả hai cùng được mời lên phường đàm đạo. Theo nội dung kênh Bản tin Online tìm hiểu được, thì một số hàng xóm của Hani không hài lòng cô này và đang sẵn bức xúc khi Hani chửi bới họ là fan hùa, là bầy khỉ và đặc biệt suốt ngày lên mạng chửi bới bà chủ Đại Nam bằng nhiều tên gọi như khỉ, ngựa bà, hừng nắng, cuồn cuộn. Và thế là ngày hôm nay, vô tình chạm mặt tại quán xá đầu đường, mọi bức xúc đã được bùng ra. Để biết ai là người đúng sai thế nào thì hãy nhìn vào lòng người. Nếu Hani và những cá nhân đánh phá bà Phương Hằng kia, nếu được lòng dân chúng thì đã không rơi vào hoàn cảnh đi đến đâu là sợ hãi đến đó, lúc nào cũng phải chui rút, che mặt để tránh bị ăn chửi, ăn hành. Chỉ khi đi ngược lại với những giá trị tốt đẹp cho nhân dân thì sẽ bị nhân dân phản ứng. Và xin mời quý vị hãy cùng nghe qua những phản ứng của cộng đồng mạng trước thông tin này nhé. Ủa, tội vậy? Ai cũng nói ghét bà Hằng, mà bà Hằng ra đường, ta nói người đi theo, đông ơi là đông, không bị tác động từ bên ngoài. Còn Hani thì chạy tuột lên ban công, khoe hàng là làm sao, ra đường còn bị tác động vật lý như này thì không ổn rồi. Vài hôm, Hani sẽ livestream bảo, bớ làng nước ơi, con mụ Hằng mụ thuê người đột nhập nhà, hiếp nắng, tôi như nào đều là mụ hại. Rồi lưu loa lên mạng là do bà Hằng thuê, rồi dân sống quanh đó toàn người bà Hằng thuê hết. Hổ báo trên mạng, ra đời gặp chị Đại cho tắt đèn. Hàng thê lại gào lên, bà Hằng mướn người tàn phá nhan sắc của tôi. Rồi bà Hằng sắp được đổ thừa tay bay vải gió, gửi cho chế Hằng tiếp nè. Tội suốt ngày chế Hằng cứ bị tới công chuyện, ai làm gì cũng nói là do chị Hằng thuê, tại chị Hằng hết. Ha ha, vừa lòng, ra đường gặp dân là ăn gạch ngay, tao cũng đập luôn chứ không cần đại hiệp. Thôi, thằng Hiển cũng đừng ra đường nữa, không cũng bị dân đánh thì nhục lắm. Lòng biết ơn vì một con người rộng rãi. Mến chào quý khán giả thân yêu của kênh Bản tin Online. Chúc quý vị ngày mới tràn đầy niềm vui. Thưa quý vị, theo dõi drama của CEO Phương Hằng suốt một năm qua, chúng ta thấy bà Phương Hằng là người cầm trịch cuộc chiến này, mặc dù bên cạnh bà có rất nhiều người hỗ trợ, nhưng bà vẫn là người thuyền trưởng, đối mặt với Võ Hoàng Yên, đám gừng sĩ, đến một số nhà báo luật sư hai mặt, lẫn những chú lương con. Chúng ta thấy hầu hết livestream, bà Phương Hằng thường hay xuất hiện với tiến sĩ luật Đặng Anh Quân và một số khách mời, ít khi thấy sự xuất hiện của ông Huỳnh Uy Dũng, và nếu có xuất hiện, ông cũng không nói quá nhiều. Tuy nhiên, mới đây khi vợ mình là bà Phương Hằng bị tấn công dồn dập, thậm chí bị xử ép khi phe phản diện cố gắng cắn xé, đẩy bà Phương Hằng vào tù. Tại buổi livestream mới đây nhất vừa diễn ra ở trường đua Đại Nam, diễn đàn chính lại thuộc về ông Huỳnh Uy Dũng. Ông đã chia sẻ rất nhiều về drama, hành trình đi tìm chân lý của vợ chồng ông. Nhân tiện đó, ông cũng chia sẻ rất nhiều điều về hành trình thiện nguyện của mình. Qua đó, người dân biết thêm rất nhiều việc làm giúp đời, giúp người thầm lặng của vợ chồng ông bà. Và mới đây, ban biên tập vừa cập nhật được bài viết khá sâu sắc thể hiện lòng cảm ơn đến vợ chồng ông bà Dũng Hằng của Facebooker Cao Trung Hiếu như sau. Tôi thấy một số người viết bài sỉ vả nói xấu ông Huỳnh Uy Dũng, chủ khu du lịch Đại Nam, là một trong hàng vạn học sinh trường chuyên Lê Quý Đôn Bình Định có mang ơn ông. Tôi nghĩ cần có chút chia sẻ về chú Dũng, về người con Bình Định với tính khí rộng rãi, hành động rất thật. Quay lại quá khứ 22 năm về trước tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, có một trường chuyên Lê Quý Đôn. Ở nơi đó, thầy cô và học sinh dạy và học tại một dãy phòng học được một trường khác cho ở nhờ. Cái cổng trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn Bình Định bé tẹo, nếu không chú ý sẽ nhận không ra vì bản chất là ở nhờ cơ mà. Có một bài báo thời đó tôi vẫn còn nhớ như in các nội dung.
trường chuyên Lê Quý Đôn đã được tỉnh giao khu đất đường Nguyễn Huệ nhưng chưa đủ tiền xây dựng vì ngân sách chỉ có 2 tỷ đồng. Ở bài báo đó còn có câu nói khích là để duy trì đội bóng con ngựa ô tỉnh Bình Định, mỗi năm ngân sách chi ra gần chục tỷ đồng. Nhưng ngân sách để xây cái trường chuyên đại diện cho tỉnh chỉ dăm 7 tỷ đồng là không có. Tôi vẫn nhớ nội dung bài báo cơ bản là như vậy. Vậy có liên quan gì đến chú Dũng, chủ tịch khu du lịch Đại Nam? Năm 2000, chủ khu công nghiệp Sóng Thần và cũng là chủ tịch khu du lịch Đại Nam đã tặng cho trường chuyên Lê Quý Đôn Bình Định số tiền là 6,5 tỷ đồng, cộng với 2 tỷ ngân sách nhà nước để xây dựng ngôi trường khang trang trong thời gian kỷ lục vì tiền tươi thóc thật mà. Lưu ý thời điểm đó, vàng khoảng 6,5 triệu đồng trên một lượng, tức 6,5 tỷ đồng tương đương với 1.000 lượng vàng. Điều mà thế hệ học sinh chúng tôi nể chú Dũng đến sát đất là theo nhận thức và hiểu biết thì chú Dũng gần như không có bất kỳ đòi hỏi nào cả. Chú cho đi nhẹ nhàng như uống ly cà phê vậy. Chú Dũng cho đi vì chú là người con Bình Định, vì đó là thầy Đắc, trưởng bộ môn toán, là bạn học cấp 3 của chú. Thầy Đắc có tâm tình với chú vì chú Dũng nghĩ cần phải làm vậy. Hiện nay khi đến ngôi trường Lê Quý Đôn, Bình Định sẽ thấy một cái bảng rất bé có ghi công ty cổ phần Sóng Thần tài trợ xây dựng. Có thế hệ không được ngày nào ngồi học ở ngôi trường Lê Quý Đôn mới xây dựng ngày nào, nhưng vẫn hay nhắc nhau, nhắc nhở các thế hệ học sinh Lê Quý Đôn về lòng biết ơn về một con người rộng rãi, vô điều kiện, một hành động trường nghĩa vô bờ bến. Một con người thành đạt thì chắc chắn trải qua bao gian truân trong cuộc sống, chắc chắn phải trải qua bao nhọc nhằn. Một con người cho đi hàng ngàn lượng vàng nhẹ như hơi thở, cho đi và còn cho đi nhiều hơn nữa, cho đi và chưa bao giờ đòi hỏi điều gì. Con người ấy là vĩ đại và còn hơn thế nữa, con người ấy là niềm cảm xúc cho tất cả học sinh trường chuyên Lê Quý Đôn Bình Định. Có rất nhiều học sinh trường Lê Quý Đôn Bình Định tiếp tục học hỏi chú và tiếp tục cho đi, tiếp tục để lại cho đời nhiều giá trị tốt đẹp. Con người ấy cần được trân trọng. Vì vậy, tất cả những KOL sĩ vã, ông Huỳnh Uy Dũng đối với tôi đều là những người không đáng tin cậy. Vì nói thật, những người đó nếu dám cho đi 1.000 lượng vàng thì hãy lên mặt dạy đời. Và trước bài chia sẻ này, rất nhiều cộng đồng mạng đã bày tỏ đồng quan điểm để lại bình luận như sau. Khâm phục, ngưỡng mộ trí tuệ, tài kinh doanh, yêu nước thương dân, tri ân ông bà tổ tiên, giúp đỡ cộng đồng, người nghèo, trẻ em bệnh tật, bảo vệ chính nghĩa của vợ chồng ông bà Dũng Hằng. Rất ngưỡng mộ anh chị bởi những gì đã cống hiến cho cộng đồng bằng trái tim nhân hậu, chan chứa tình người. Cảm ơn anh chị, người có tấm lòng vàng. Trân trọng, ai đó hãy thử bỏ tiền túi của mình ra làm những việc như hai vợ chồng này rồi hãy lên tiếng. Tôi ngưỡng mộ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Chuyện đời tư của vợ chồng Phương Hằng Dũng Lò Vôi cách đây là bao nhiêu năm mình không cần soi mói, gieo nghiệp, ai cũng phải có trải qua thăng trầm nghiệt ngã. Tốt hay xấu cũng chuyện của người ta, không cần phải nói là đúng hay không. Bây giờ hãy nhìn vào thực tế nhất, chuyện của hai vợ chồng đã và đang giúp đời, giúp người nghèo, dù những trái tim giúp những trái tim nhỏ bé đang cần Phương Hằng và Dũng Lò Vôi, thế là đủ để mà ủng hộ. Còn chuyện mấy chục năm về trước, chuyện nhà mình còn không xong, ở đó mà moi móc cho vướng khẩu nghiệp thôi. Chưa bao giờ tôi nghe bài báo nào ca ngợi ầm ĩ việc đó cả, vậy mà chỉ con mèo của Harry chết, tụi nó lại xem như mẹ nó chết không bằng, tràn lan các trang mạng xã hội.